Chuyển sang những thông tin trong tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức gặp mặt lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các cấp và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2023-2030 với Hội Cựu chiến binh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 của tỉnh, chủ trì hội nghị. Từ năm 2013 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Sở Lao động Thương binh Xã hội tiếp nhận hơn 3.000 nguồn tin về hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm quy tập được 115 hài cốt, đính chính 285 thông tin trên bia mộ liệt sĩ. Giai đoạn 2023-2030, các lực lượng đã tiến hành ký kết, phối hợp thu thập, kết nối xử lý thông tin về liệt sĩ, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đẩy mạnh xác minh, chuẩn hóa thông tin, hoàn thiện dữ liệu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đề nghị lãnh đạo chỉ huy của ba đơn vị khắc phục khó khăn để làm tốt công tác quy tập hài cốt. Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.